để phục vụ toàn thể các bác săn bẫy một cách hiệu quả nhất thì không bỗng dưng mà những cái chiếc cạm như thế này đều được toàn thể các bác đặt niềm tin và mua ở bên em. Thì đây là cái số lượng cạm mà em gửi đi trong vòng 2 đơn hàng thôi toàn thể các bác nhé. Đấy, và có cả cạm 9, cạm 12, 14, 16 đều là những cái mẫu cạm mà các bác sử dụng rất là nhiều. Tại vì là hiện tại đang là đầu vụ. Đấy, với toàn thể các bác đánh chuột cũng rất là nhiều, đánh chồn. Thì có mẫu 12, 14, 16. Đây chính là những cái mẫu mà các bác sử dụng nhiều nhất. Và để biết được giá và chất lượng của những cái mẫu cạm kiềng này thì em sẽ mời các bác cùng em tìm hiểu thật kỹ trong cái video này. Và nếu bác nào có quan tâm, em sẽ hướng dẫn các bác cái cách mà để sử dụng và chọn lựa được cái cạm nó bền nhất. Và đầu tiên thì em sẽ gửi đến các bác về cái mẫu cạm 9 cm. Đây là một trong những cái mẫu cạm mà được toàn thể các bác sử dụng đi đánh chuột cực kỳ là hiệu quả. Đây, mẫu cạm 9 nhé. Cạm 9 là cái mẫu cạm nhỏ nhất dành cho toàn thể các bác đánh chuột, đánh lối đi và sẽ không cần phải mồi miếc gì cả. Đây, 9 cm các bác đo ra chiều dài nhất của cạm như thế này giúp em. Đây là với mẫu cạm 9. À, cách sử dụng từ mẫu cạm 9 cho đến mẫu 16 hay là mẫu to nhất là 27 đi chăng nữa thì cũng có một cách này thôi. Các bác hãy mở cạm ra như thế này giúp em này. Ây à, khá là khỏe đấy các bác ạ. Mở cạm ra sau đó thì các bác gài cho em hai cái lẫy này lại với nhau. Đấy là cách sử dụng với bác nào mà chưa sử dụng bao giờ. Cho em xin một ít phút để em hướng dẫn các bác chưa dùng bao giờ. Đấy. Các bác đặt đúng một lối đi lại và khi mà con chuột nó giẫm thì nó sẽ giẫm lên cái bàn này và sẽ sập bẫy. Thì đấy là cái cách sử dụng của cái mẫu cạm. Và với cái cạm chín này thì là dạng cạm hai khuy, cạm đột lỗ. Đấy, giúp cho toàn thể của bác sử dụng nó bền hơn và cái tính năng hiệu quả của nó đem lại cũng sẽ cao hơn. Đặc biệt thì giá nó có 8.000 đồng một chiếc thôi. Nhưng mà các bác sử dụng từ 5 đến 7 năm nó mới hỏng một cơ. Chất liệu là bằng sắt 100% nhé, toàn thể các bác nhé. Đấy, sau khi lên xong thì cạm nó vẫn khít răng như này. Bởi vì sao? Cái vành này nó rất là dày, nó sẽ không bị méo đi. Đấy, nó không bị méo thì các bác sẽ cặp và giữ được con chuột nó to hơn. Và nó sẽ giúp cho cái vành này luôn luôn khít răng. Thì đây là với mẫu cạm 9. Với mẫu 12 là cái mẫu mà đầu mùa các bác sử dụng đánh chồn bạc má rất là nhiều. Thì có hiện tại ở đây. Mẫu 12 này thì sẽ có đặc điểm nhận biết như sau để các bác có thể mua được cạm chuẩn nhé. Đầu tiên thì các bác nhìn thấy răng nó phải khít như thế này này. Đúng không ạ? Răng nó phải khít răng. Em sẽ zoom bớt lại. Đấy, răng khít. Và mở ra nó cũng sẽ phải tròn vanh. Đấy, mở ra cái. Và tròn vanh thì có khi không cần mở mà các bác nhìn này. Cái chỉ cần cái chốt này nó nằm ở giữa của hai cái phần đai cạm này. Là khi các bác mở ra nó sẽ rất là tròn. Và quan trọng thì các bác nhìn này, cái vanh của nó rất là dày. Vanh dày như thế này thì nó khỏe mà nó không bị méo cạm, dù sử dụng bền hơn. Bởi vì khi mà các bác đi gài bẫy nhé, các bác mở cạm ra mà cái vanh này nó không dày. Đấy thì nó sẽ rất là dễ méo và dùng vài lần là nó không khít được răng nữa. Là các bác sẽ vứt đi. À, đây là với mẫu cạm mà 12 cm đánh chồn bạc má độ khoảng 10 độ khoảng 3 kg đổ lại. Đây, cách đo đây nhá. Cách đo đấy ạ. Đây là mẫu cạm 12 cm. Thế còn với mẫu 14 hay 16 hay là 18 hay là 27 đi chăng nữa thì cái cách đo nó cũng sẽ tương tự là như vậy. Thế nhưng mà quan trọng là các bác hãy cho em một chút thời gian theo dõi em này. Em sẽ gửi đến các bác cái chất lượng cạm để các bác có thể mua được cái cạm chuẩn. Vì vẫn một cái size cạm như vậy nhưng mà giá thành thì nó có thể chênh lệch nhau 1 đến 2.000 đồng. Thế nhưng mà cái điều đấy nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cái cách mà để các bác chọn cạm. Bởi vì sao ạ? Cái giá đấy, ví dụ như các bác mua 10 chiếc cạm như này chẳng hạn, các bác sử dụng được cả 10 thì là các bác mua đúng giá thành. Còn nếu mà các bác mua rẻ hơn khoảng 2.000 đồng một cái cạm, thế nhưng 10 cái đấy các bác dùng được có 8 cái hoặc 7 cái thôi là các bác đã bị mua đắt hơn và còn mang thêm cái bực của mình. Thế chính vì vậy mà các bác phải xem thật kỹ và chọn lựa thật kỹ những cái mẫu cạm mà loại chuẩn loại một. Vanh của nó sẽ phải là vanh vuông như thế này thì nó sẽ hạn chế gãy cho toàn thể các bác 99%. Răng phải khít nhá. Và vanh này cũng phải rất là dày. Các bác nhìn vanh nó dày này đấy. Đây là cạm 14 cm. Đấy, dành cho toàn thể các bác đánh các loại chồn, các loại mèo rừng. Và mẫu này cũng là mẫu mà các bác mua nhiều nhất hiện nay với cái mẫu 14 này. Hàng rất dày và dạng 10 vanh, 10 răng nhá toàn thể các bác nhé. Đây, đánh từ 1 kg đến 8 kg. Đây là cạm 14. Thế còn mẫu cạm 16 thì sao? 16 cũng sẽ có cái cạm loại 1 cho toàn thể các bác. Đây, rất là dày luôn đấy. Toàn thể các bác nhìn đấy ạ. Và bây giờ em sẽ lên thử cái cạm này. Cái cạm 16 cm, cạm to nhất ở trong video clip ngày hôm nay để các bác có thể thấy được vanh nó có tròn như những gì em đang giới thiệu hay không.
Đấy, hàng này thì nếu mà 10 cái các bác mua mà bị lỗi một cái, em xin hoàn tiền cho toàn thể các bác. Đấy. Đối với em ấy, bán hàng khỏe. Nó còn phải có cái tâm nữa. Và cạm làm sao mà các bác mua về là các bác phải sử dụng được. Đây. Đây là mẫu cạm 16 cm nhá. Rất là khỏe luôn đấy các bác ạ. Tròn vanh luôn cho toàn thể các bác. Ôi. Các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn. Bởi vì sao ạ? Em mắc cái dép ở đây. Mỗi một thời điểm khi mà hàng về, cái giá nó sẽ khác nhau vì nó phụ thuộc vào cái đồng tiền của Trung Quốc. Đấy, đồng tiền nó lên thì giá nó sẽ lên và đồng tiền nó xuống nó sẽ xuống. Và em muốn làm sao mà các bác mua được chính xác nhất cái giá mà tại thời điểm đó. Đấy. Và các bác cũng có thể ép giá em. Bởi vì khi mà các bác mua số lượng nhiều là em sẽ giảm giá cho toàn thể các bác kịch sàn luôn. Còn đây là em báo giá bán lẻ. Ví dụ như cạm 16 này sẽ là khoảng 24.000. Đấy. Đấy, với nó không có bàn, nhưng mà có bàn là 25.000. Đấy, cạm 14 là 20, còn cạm 12 sẽ là 15.000 đồng. Đấy là giá khi mà chưa có bàn đạp nhé, toàn thể các bác nhé. Đấy, rất là mong các bác hãy tiếp tục ủng hộ em và theo dõi em để cập nhật những thông tin mới nhất về những mẫu cạm này. Và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video sau.